cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nhằm hạn chế gian lận trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, dự thảo luật việc làm sửa đổi quy định người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Luật việc làm hiện hành quy định hai trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, gồm người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật và người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức hàng tháng. Lao động đủ điều kiện có thể chọn thôi việc lấy tiền trợ cấp thất nghiệp trước khi nhận lương hưu hàng tháng. Thời gian hưởng tối đa không quá 12 tháng, tương đương 144 tháng 12 năm, đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tại dự thảo luật việc làm sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung một số trường hợp không được nhận trợ cấp, gồm người đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, người bị sa thải hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc, người hưởng lương hưu, lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu khi cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Cơ quan soạn thảo lý giải việc sửa đổi bổ sung các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhằm hạn chế gian lận trục lợi. Góp ý về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Lao động Thương binh, Xã hội các tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Hà Nội, Long An đều đề nghị quy định rõ trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu. Trong khi đó, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam đề nghị loại bỏ hẳn điều kiện này. Phản hồi đề xuất góp ý của các đơn vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị giữ nguyên như dự thảo nhằm loại trừ các trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, tức điều kiện đủ về số năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi theo quy định tại luật bảo hiểm xã hội nhưng chưa có nhu cầu hưởng chế độ hưu trí. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu và bổ sung theo hướng quy định người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngoài điều kiện trên, đề xuất trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước theo quy định của Bộ Luật Lao động, cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Manpower Group Việt Nam, công ty cung ứng nhân sự tuyển dụng tại Việt Nam, đề nghị xem xét quy định theo hướng người thất nghiệp là được hưởng không phân biệt lý do. Dù bất cứ lý do nào, bảo hiểm này đều mang tính bù đắp cho khoản thu nhập bị mất do mất việc làm. Manpower Group Việt Nam góp ý. Ngoài ra, đơn vị này cho rằng trường hợp quy định cụ thể lý do chấm dứt hợp đồng, ví dụ như bị sa thải, bị xử lý kỷ luật sẽ làm hạn chế cơ hội tìm kiếm việc làm của người lao động. Các Sở Lao động Thương binh Xã hội Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Amcham Việt Nam, công ty Canon cũng đề nghị giữ nguyên quy định người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua tổng hợp ý kiến của các cấp công đoàn, đa số các đơn vị được lấy ý kiến đồng tình với việc người lao động nghỉ việc đúng pháp luật được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhằm chia sẻ hỗ trợ cho họ khi nghỉ việc, đảm bảo quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động. Chính sách trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động nghỉ việc đúng pháp luật vừa là quyền, vừa là cơ hội để người lao động quan tâm đến công tác an sinh phát triển việc làm của nhà nước. Người lao động bị sa thải được xác định là chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật. Mặc dù lý do bị sa thải cơ bản là do người lao động vi phạm kỷ luật lao động, nhưng cần xem xét hậu quả của việc người lao động bị sa thải không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động bị sa thải thường khó tiếp cận việc làm mới do đơn vị sử dụng lao động sẽ căn cứ lý do sa thải để từ chối tiếp nhận lao động. Điều này sẽ gây khó khăn cho người lao động trực tiếp tiếp tục tham gia vào việc làm chính thức, tiếp tục tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Giải trình về vấn đề trên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đề nghị giữ nguyên như đề xuất của dự thảo luật. Cơ quan soạn thảo cho rằng cần phân biệt về lý do chấm dứt hợp đồng lao động nhằm loại trừ được các trường hợp người lao động bị sa thải do vi phạm pháp luật hoặc điều lệ công ty như phá hoại, tự ý bỏ việc, để thực sự hỗ trợ cho người lao động gặp rủi ro về việc làm, hạn chế việc lạm dụng chính sách. Cơ quan soạn thảo tiếp thu và dự kiến sửa đổi theo hướng quy định về các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định Luật Lao động, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc không đúng quy định của luật viên chức, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hiện dự thảo luật việc làm đang được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ dự kiến trình Quốc hội. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức có hiệu lực, trong đó quy định về bảo hiểm xã hội một lần. người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng thêm quyền lợi gì? Theo ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, nội dung liên quan hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội là rất lớn. Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã có nhiều sửa đổi bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Với những người tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 vẫn có quyền nhận bảo hiểm xã hội một lần trong 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm. Thứ hai, ra nước ngoài để định cư. Thứ ba, đang mắc một trong những bệnh ung thư bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS. Thứ tư, có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Ông Giang cho biết thêm, hiện có khoảng 18 triệu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025. Những người này có quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nếu người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được thụ hưởng nhiều quyền lợi cao hơn sau này. Bảo hiểm xã hội một lần là gì? Bảo hiểm xã hội một lần là một chế độ an sinh do nhà nước đề ra để hỗ trợ cho những người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc và người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có yêu cầu và đủ điều kiện sẽ được rút bảo hiểm một lần. Chế độ bảo hiểm xã hội một lần là một trong những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một cách để người lao động có thể sử dụng số tiền bảo hiểm của mình theo ý muốn thay vì phải chờ đến tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu hàng tháng. Hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần bao gồm bản chính sổ bảo hiểm xã hội, bản chính đơn đề nghị, mẫu số 14 HSB. Đối với người ra nước ngoài để định cư, phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây: hộ chiếu do nước ngoài cấp, thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài, giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm AIDS đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao tóm tắt hồ sơ bệnh án để thể hiện tình trạng không tự phục vụ được. Nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng Giám định Y khoa, thể hiện tình trạng không tự phục vụ được. Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính, bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa, bản chính, bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp, khu vực đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 1 tháng 1 năm 2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ bảo hiểm xã hội không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực. Lưu ý, trường hợp không quy định rõ bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ, căn cứ pháp lý, quyết định 222 năm 2021. Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện cần thực hiện nghiêm việc công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và những thông tin cần thiết, niêm yết tại nơi người bệnh, người nhà dễ thấy, dễ tiếp cận, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh. Đây là một trong những nhiệm vụ được Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện thực hiện trong chỉ thị số 06 vừa ban hành về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế cho biết trong bối cảnh, ngành y tế còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự gia tăng số người đến khám, chữa bệnh sau đại dịch tập trung ở các bệnh viện trung ương, tuyến cuối, dẫn đến tình trạng quá tải, ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ và dễ nảy sinh tiêu cực. Gần đây, xảy ra một số vụ việc mang tính chất riêng lẻ nhưng gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của ngành y tế. Để khắc phục các tồn tại và tiếp tục tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh và phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị các giám đốc bệnh viện trực thuộc bộ, giám đốc bệnh viện trực thuộc trường đại học, y tế các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể, tiếp tục quán triệt quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, quy định chuyên môn của nhân viên y tế, tăng cường tổ chức tập huấn các kỹ năng giao tiếp, ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện phương châm lấy người bệnh là trung tâm, với tinh thần lắng nghe, cầu thị trong chăm sóc điều trị người bệnh. Các đơn vị cần thực hiện rà soát và chấn chỉnh hoạt động khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh chữa bệnh. Định kỳ triển khai kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình về quản lý chất lượng bệnh viện, việc thực hiện các quy trình, quy định nội bộ của bệnh viện, đồng thời nhắc nhở và xử lý đối với các cá nhân, đơn vị không tuân thủ. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị cần xác định công tác quản lý chất lượng bệnh viện là nền tảng, từ đó chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các quyết định, thông tư, hướng dẫn của Bộ, qua đó nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng để cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế. Các bệnh viện cũng cần thực hiện nghiêm việc công khai số điện thoại đường dây nóng bệnh viện, số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và những thông tin cần thiết phải công khai theo quy định, niêm yết tại nơi người bệnh, người nhà người bệnh dễ thấy, dễ tiếp cận để kịp thời nắm bắt các ý kiến phản hồi, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện các quy trình khám chữa bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời rà soát, giảm thiểu các thủ tục hành chính gây phiền hà đối với người bệnh. Cùng với đó, cần phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn, tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc cố tình tung tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến niềm tin của người bệnh, người dân đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các bệnh viện cũng cần tiếp tục chủ động triển khai mua sắm, đấu thầu theo quy định, đảm bảo đủ thuốc, thiết bị y tế cho công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe. Nhiệm vụ nữa là cần nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên y tế, nhất là về chế độ đãi ngộ. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện những nhiệm vụ nêu trên. Nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ để xem xét chỉ đạo.